4. Pin cho hộp đại biểu không dây Decentic DCNM Wireless là nguồn cấp điện cho thiết bị hộ thảo không dây Decentic. Bộ pin là loại lithium ion dung lượng cao, có khả năng cung cấp tới 20 giờ DCNM WD và 20 giờ với DCNM WDE khi sạc đầy. Khi hết pin chỉ mất khoảng 3 giờ để sạc đầy bằng bộ sạc. Pin lithium với thời gian sử dụng lâu và hạn chế khả năng chai pin đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài. Do vậy có thể sạc pin với thời gian linh hoạt. Bộ pin thông minh được tích hợp bộ vi xử lý để điều khiển dòng điện khi sạc pin và tránh hiện tượng quá tải.